Bà Vũ Thị Thạch ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng mua thửa đất liền kề có ký hiệu B2.1LK0418 của công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5. Từ năm 2019 đến nay, bà đã nộp tiền 4 đợt khoảng 90%. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đất tại thực địa và cũng chưa thể xin phép xây dựng nhà. Nguyên nhân do khu B2.1 này là đất xây dựng biệt thự, chứ không phải liền kề theo quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tôi rất là bức xúc, già rồi mà đến chủ đầu tư để hỏi, để chúng tôi mua đất để giải quyết cho chúng tôi. Thế nhưng mà chủ đầu tư khất lần khất lượt rồi nói buông sẵn là xin quy hoạch lại không biết đến bao giờ. Trong phiếu thu của chủ đầu tư ghi cho khách hàng thì đã ghi rõ là thửa đất LK04-18 dự án Thanh Hà. Tuy nhiên thì lô đất B2.1 này chưa hề được điều chỉnh quy hoạch từ biệt thự sang liền kề. Chứng tỏ đây là hồ sơ khống mà chủ đầu tư đã dùng để bán đất cho khách hàng. Cùng chung cảnh ngộ với bà Thạch còn có hàng trăm người khác. Người thì mua đầu tư nhưng cũng không ít trường hợp phải tích cóp vay mượn để mong có chốn an cư. Việc chủ đầu tư tự ý điều chỉnh quy hoạch, thu tiền thật nhưng bán đất trên giấy đã khiến cho nhiều người rơi vào cảnh lao đao. Bản thân tôi và gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nuôi con một mình. Trong cái tiền đất này có tiền tử tuất của chồng tôi. Thứ hai nữa là bản thân tôi đang điều trị ung thư bệnh viện Bạch Mai. Tôi đã lên tôi trình bày hoàn cảnh rõ ràng với chủ tịch là với những hoàn cảnh nào thì cháu không biết. Nhưng với cháu cực kỳ là khó khăn. Bản thân cháu cũng chẳng biết sống được đến bao giờ. Bây giờ bác cứ bảo bác đi điều chỉnh. Cháu liệu cháu có sống được chờ đến lúc bác đi điều chỉnh được cái lô đất này? Khi mà tôi mua thì cũng thật là phải bán đất ở quê, bán nhà chung cư ở khu Dương Nội đấy để mua, vay thêm tiền ngân hàng để mua. Đấy, và bây giờ thì ra là chúng tôi bây giờ là một mình tôi đi làm, vợ không được làm, nuôi ba đứa con ăn học, thuê nhà trọ, lãi ngân hàng. Tôi muốn là bây giờ một là các cấp chính quyền của thành phố Hà Nội và cuộc giúp người dân chúng tôi là đổi quyền lợi của mình. Thứ nhất là nếu chủ tư sai thì sai đến đâu chỉ đến đó, đất là đất chúng tôi, không có trả tiền tu theo giá trị thị trường tại khu vực này. Mua đất sai quy hoạch đã đành, không ít người mua đất liền kề tại khu đô thị Thanh Hà dù nằm trong quy hoạch nhưng cũng chưa được cấp phép xây dựng. Bản thân tôi cũng là hộ khẩu ở Thái Bình, tôi cũng mong chờ là khi mà có nhà xây nhà nên tôi mới chuyển hộ khẩu ở đây để con cái đi học. Chỉ vì chờ xây được nhà tôi chuyển hộ khẩu mà đến đây con cái tôi vẫn đang đi học tư thục. Về cái dự án của này ảnh hưởng rất nhiều người, trong đó có tôi, cũng mong là tất cả các ban ngành liên quan đến cái dự án này xem xét giúp đỡ cả chủ đầu tư để xem tháo gỡ những cái gì sai và những cái gì đúng để tạo điều kiện cho chủ đầu tư cũng như là chúng tôi được xây nhà, gia đình chúng tôi có cái nhà để ở. Tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, hai khu B2.1 và A3.1 quy hoạch là biệt thự nhưng đã bị chia nhỏ, phân lô thành đất liền kề để bán. Sai phạm của chủ đầu tư đang khiến người mua phải gánh chịu hậu quả. Được biết, vướng mắc còn tồn tại của dự án đối ứng Thanh Hà A, Thanh Hà B, Mỹ Hưng thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên đến nay, người mua đất tại đây vẫn chưa biết đến khi nào quy hoạch mới được điều chỉnh để được nhận đất xây nhà.